Vâng, những lợi ích của thịt mát thì đã rõ. Tuy nhiên làm thế nào để người tiêu dùng hiểu đúng và đón nhận thịt mát không phải là vấn đề duy nhất mà ngành chăn nuôi cần phải giải quyết. Mục tiêu lớn nhất để hoàn thiện các quy chuẩn chất lượng của thịt mát là để xuất khẩu. Nhưng với những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này đang gặp phải, cùng với đó là thói quen sử dụng thịt ấm của người tiêu dùng, thì việc phát triển thị trường ngành chăn nuôi sẽ còn rất nan giải. Tuy nhiên, nếu như ngành chăn nuôi có những giải pháp đồng bộ để thay đổi thói quen của người tiêu dùng, cũng như là có những chính sách để thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực này, việc sản phẩm thịt mát sẽ có tương lai đối với thị trường thịt Việt Nam. Vậy đó là những giải pháp gì? Chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội để cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông. Chúng tôi được biết là Hà Nội cũng đã thực hiện việc đưa thịt mát vào các chuỗi cửa hàng và các siêu thị trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì kết quả hiện nay đạt được ra sao ạ? Trước khi có quy chuẩn thì Hà Nội đã phát động làm rất sớm từ thịt mát rồi quy trình thịt cấp đông. Và các cái chuỗi sản xuất của Hà Nội đều được hướng dẫn để áp dụng các cái quy trình này trên cơ sở nghiên cứu từ nước ngoài. Đấy thì áp dụng các quy trình để mà sản xuất ra các sản phẩm thì những cái sản phẩm đó đều được người tiêu dùng đón nhận rất là tốt. Người tiêu dùng đã thử dùng cái thịt cấp đông mà nó khác biệt luôn, là ngon hơn rất nhiều thịt nóng mua chợ về. Đấy, là đã có những cái kết quả như vậy. Tuy nhiên hiện nay thì cái thói quen sử dụng thịt ấm của người tiêu dùng thủ đô vẫn là một khó khăn rất lớn. Vậy thì Hà Nội có những cái giải pháp gì để thay đổi cái thói quen này ạ? Chúng tôi cho là thay đổi từ một cái gì nó đã là truyền thống, nó cũ kỹ rồi mà sang một cái vấn đề mới thì là cái khó, rất là khó khăn. Cho nên là phải tất cả xã hội phải quan tâm từ thay đổi, trước hết là từ tư duy nhận thức, rồi sau đó thì mới thay đổi được hành động. Thì đây là tôi cho là một cái rất khó khăn mà rất cần những cái truyền thông rộng rãi, những cái chứng minh khoa học cụ thể và những cái thử nếm các sản phẩm một cách rộng khắp và những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư để có những sản phẩm nó đúng chất lượng của nó để hướng giới thiệu tới người tiêu dùng. Và bao giờ cũng vậy, những cái giai đoạn ban đầu khó khăn thì chúng ta đều cần phải nỗ lực cố gắng, kể cả người tiêu dùng, cộng đồng xã hội cũng phải cố gắng khắc phục khó khăn giai đoạn đầu. Vậy thì có những cái con số nào thể hiện cái số lượng thịt mát đang được tiêu thụ tại các cửa hàng và các chuỗi siêu thị tại thủ đô hay không ạ? Và Hà Nội thì có những cái chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này như thế nào để tháo gỡ những khó khăn ạ? Hiện nay thì các cái sản phẩm chế biến của Hà Nội là khoảng 150 tấn ngày. Thế và với những cái lượng mà sản xuất theo chuỗi mà chúng tôi tư vấn độ 25 tấn cái thịt mát với cấp đông một ngày. Thế nếu mà tính cả các siêu thị khi mà họ làm thịt mát, họ lấy ở các cơ sở giết mổ về và bày bán các tủ mát ấy, thì cái lượng nó sẽ rơi vào khoảng độ trên địa bàn Hà Nội nó rơi vào khoảng trên 10%. Cái việc mà thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp thì Hà Nội sẽ tập trung vào cái việc là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bởi vì là cái yết hầu ở Hà Nội là cái việc mà lan tỏa cái tiêu thụ sản phẩm cho cả nước rồi xuất khẩu, chứ không phải chỉ tiêu thụ riêng của Hà Nội. Do vậy thì phải đặc biệt chú trọng tới cái việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khâu chế biến ở Hà Nội. Thế và hiện nay Hà Nội thì các cái cơ sở giết mổ công nghiệp là chúng tôi cũng đang hướng tới là phải đầu tư đồng bộ. Chỉ có đầu tư đồng bộ thì mới tồn tại được. Tức là ngoài cái việc chế biến thiết bị để sản xuất ra thịt mát, thịt cấp đông thì phải có chế biến sâu. Và khai thác tất cả, không có bỏ đi những cái sản phẩm nào. Tôi nói ví dụ, khi đã quản lý được theo chuỗi, chất lượng sản phẩm an toàn từ khâu chăn nuôi tốt rồi, hay là khâu trồng trọt tốt rồi, thì cái sản phẩm nông nghiệp đó là cái nguồn rất là quý giá, không có gì bỏ đi cả. Nó sẽ sản xuất ra những cái tưởng như là bỏ đi hiện nay thì thành những sản phẩm giá trị rất cao. Ví dụ như là lông móng của con heo, da cầm, lông vũ, thì hoàn toàn có thể những cái công nghệ thế giới hiện nay là thủy phân để trở thành những cái cung cấp protein cho cái nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Đấy, mà chúng ta đang phải nhập khẩu rất là đắt. Hay là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể chiết tách ra những cái dược liệu hay là những cái thực phẩm chức năng như là huyết, thì đến cái cuối cùng là bột huyết thì cũng làm thức ăn gia súc. Đấy, thì rất nhiều những cái thu hoạch với cái giá cao như vậy, cho nên chúng tôi hoàn toàn khả thi là với cách làm mới này ấy, thì sẽ có những cái sản phẩm thịt rẻ cạnh tranh so với sản phẩm thế giới, để ai cũng có thể được dùng những cái sản phẩm, dù thu nhập thế nào cũng có đủ cái điều kiện để dùng những cái sản phẩm sạch mà chất lượng tốt. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông.
Thưa quý vị, nhờ áp dụng nguyên tắc nhanh, lạnh, sạch, hiện thịt mát đang là sản phẩm được tiêu thụ tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới như châu Âu, Mỹ. Việc Việt Nam ban hành tiêu chuẩn quốc gia đối với thịt mát trong giai đoạn này là cần thiết để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ xuất khẩu thịt lợn. Vâng, trong tương lai thì thịt mát cũng sẽ là xu hướng phát triển của nền công nghiệp giết mổ, chế biến thịt cũng như là xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Chế biến thịt mát là mục tiêu hướng đến trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nhỏ lẻ sang chế biến công nghiệp, quản lý theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu của các thị trường.